Vào ngày 30 và 31 tháng 3, Đại nhạc hội Son 3 sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nếu Đại nhạc hội Son 2 đưa khán giả vào cõi lưu trai, hư hư thực thực, thì Son 3 với chủ đề hương sẽ là chốn bay bổng lãng mạn của những làn hương khó quên. Chương trình sẽ được truyền tải qua những giọng ca được yêu mến, đặc biệt là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ mà được rất nhiều người mong muốn góp mặt tại Đại nhạc hội Son 3. Với chủ đề hương, đêm nghệ thuật hội tụ đủ nhạc, họa và hoa, đề cao những nét đẹp trong tâm hồn người phụ nữ. Đặc biệt, các ca sĩ nữ tham gia chương trình được ví như một loài hoa. Diva Hồng Nhung sẽ biểu thị cho hoa hồng nhung, ngọt ngào, say đắm và nồng nhiệt. Ca sĩ Nguyên Hà với hoa lily trắng, tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khôi. Hoa hậu hoàn vũ thế giới Rio Mori, tượng trưng cho hoa anh đào, mong manh nhưng rực rỡ. Và Mỹ Tâm là loài hoa cuối cùng trong khu vườn hương sắc, là đóa diên vĩ mang hương thơm của sự lãng mạn nồng nàn. So với hai lần son trước thì là son lần thứ ba này thì sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nữ hơn, và mỗi nghệ sĩ nữ sẽ được tạo hình bởi một loài hoa để tự họ khắc họa về chân dung người phụ nữ, thay vì những cái ca sĩ nam sẽ tôn vinh những nghệ sĩ nữ như những chương trình khác. Và đặc biệt thì tinh thần mà yêu cái đẹp và mong muốn truyền tải những thông điệp về cái đẹp, nên thì đây có thể được tự hào là một chương trình nghệ thuật đúng nghĩa. Chương trình là sự kết hợp giữa các yếu tố âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn. Ngoài những nghệ sĩ nữ sẽ có sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn với những bản tình ca ngọt ngào. Phạm Anh Duy sẽ song ca cùng ca sĩ Hồng Nhung. Tùng Dương sẽ đem đến một sắc thái đặc biệt cho khán giả yêu âm nhạc. Vì mỗi một bông hoa đẹp đều